Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi cần rất nhiều những tràng pháo tay mạnh hơn nữa để cổ vũ cho thí sinh cuối cùng. Thí sinh có được cái số giảm cân thấp nhất. Và bạn ấy sẽ phải đối diện với cái điều đó như thế nào đây? Chỉ bằng một cách là nhảy cho thiệt là giỏi. Thưa quý vị, hãy cổ vũ thật là nồng nhiệt cho thí sinh cuối cùng của chúng ta, Thái Sơn. Thử thách yêu cầu mình là phải hoàn thành 300 cái nhảy dây. Sợi dây rất là nặng, tưởng tượng như là cái tay cầm nó có đeo chỉ, làm cho tay mình cực kỳ mỏi. Sau đó phải ngồi trên máy trèo xuồng kéo 1.500 mét, càng làm vội làm cuống chân tay càng mỏi, càng mất thời gian. Còn 9 phút nữa để chạy 2.000 mét, vì mình cuống quá mình chạy hùng hục luôn. Rất là may mình đã hoàn thành được bài chạy này với thời gian rất là xít sao. Mình được trao một đạo cụ, đó là một miếng vải nó không cứng để cầm. Trượt tay thì bay mất đạo cụ ra khỏi tay, làm rơi đạo cụ trên sân khấu, tức là bạn đã thua cuộc. Mình phải thể hiện được sự nam tính mạnh mẽ của một nam đấu sĩ. Nó là một phần không nhỏ giúp cho bài nhảy của mình được thăng hoa hơn. Cho Thái Sơn và Phạm Lịch. Vào phút cuối cùng, nếu như quý vị cho họ là tiến bộ được giám khảo lựa chọn tốt nhất tuần, chần chờ gì nữa, BN khoảng cách 10 gửi về 8369, 3.000 đồng một tin nhắn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của giám khảo. Xin mời Lan Khuê. Bạn nhảy cái lần này giống như lần cuối cùng bạn được nhảy. Tôi thấy cái sự quyết tâm cho ánh mắt trong từng động tác. Bởi vì bạn hiểu không, khi mà suốt một cái chặng đường của mình phải làm điều gì để chứng tỏ cho người khác thấy rằng tôi xứng đáng được có mặt ở đây. Và đến giờ phút này cuối cùng bạn cũng làm được điều đó. Cảm ơn Lan Khuê. John, cái phần vừa rồi mình có gọi là tap dance được không John? Nó cũng có cái nét như tap. Tại mình cũng làm mấy cái nhịp. Lúc mình đạp chân mà mình làm mấy cái nhịp theo cái beat. Nhưng mà cái flamenco này và cái tango này, mọi thứ nó đến từ Tây Ban Nha đúng không? Cái thái độ của hai em lúc diễn nhau, anh thấy cái sự chiến đấu với nhau luôn. Nhìn như hai em muốn giết nhau hay gì đó. Nhưng trong một cái bài là máu lửa như vậy, lúc mình có nhiều năng lượng, mình phải biết kiểm soát cái năng lượng này. Nhưng mà không sao, nó chỉ có một số trường hợp thôi. Có thể cái nhạc rất là to ha, mình máu quá thì mình không có kiểm soát cái động tác flamenco được. Nó có mấy lần nó hơi bị rối một chút xíu thôi nhá. Còn lại mọi thứ anh thấy nó rất là xuất sắc, rất là đã. Yeah. Cảm ơn John. Xin mời anh Đàm. Với nhạc chuyên môn khó tính như John mà nói là xuất sắc mà đã thì Hưng phải nói đã gấp 10 lần đó. Trang phục đẹp nè, thần thái tốt nè, ra ánh mắt bắt đầu rất là nghiêm nghị, mặt rất là hách dịch. Rồi cái bước nhảy, những cái quơ vào những cái khăn, cái cây gậy đó, quất mặt nhau một cách rất là thẳng tay. Rồi em tính toán được cái cự ly và cả cái lực của mình tung ra như thế nào. Nó làm cho đối phương, cho người xem phải bị choáng ngợp.
Quý vị và các bạn thân mến, họ nhảy đúng như là cái kiểu mà không còn cái gì để mất á. Nên dốc hết sức, là quý vị thấy là bây giờ cả hai diễn viên, ngay cả huấn luyện viên là người quen sân khấu như Phạm Lịch, mà bây giờ quý vị thấy là cái mắt á, nó đỏ hết ở trong này. Tại vì cái máu nó dồn hết lên trên đây. Yeah. Và tôi thấy là hai bạn thở dốc rất là nhiều. Mình đấu tranh tất cả mọi thứ để mình sinh tồn. Thì tụi em đã làm được cái điều đó ngay lúc này. Một bài thi gần như là trọn vẹn. Chúc mừng các em. Xin cảm ơn anh Đàm ạ. Và xin mời em bước vào bàn cơm. Cân nặng cũ của bạn là 80kg. Và cân nặng mới là 77,5kg. Số được 2,5kg. Tương đương với 3.1%. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành.